Chào mừng các bạn trở lại với kênh tin tức trong ngày 24/7. Hãy like và subscribe để theo dõi tin tức trong ngày. Sau đây là phần tin tức. 4 thanh niên miền Tây hại đời nữ tiếp viên 18 tuổi. Cả nhóm đánh đập, khống chế cô gái 18 tuổi lên xe rồi chở đến bãi đất trống thay nhau hãm hiếp. Ngày 20 tháng 7, Tòa án Nhân dân huyện Tam Nông, Đồng Tháp tuyên Nguyễn Phước Hậu 22 tuổi và Hồ Quốc Cảnh 25 tuổi, mỗi bị cáo 9 năm tù, Nguyễn Chí Khanh 18 tuổi 7 năm tù và Bùi Văn Biêu 21 tuổi 5 năm tù về tội hiếp dâm. Theo cáo trạng, khuya ngày 21 tháng 1, nhóm thanh niên này rủ nữ tiếp viên Ngọc 18 tuổi ngụ Bà Rịa Vũng Tàu và Linh 23 tuổi ngụ tỉnh An Giang đi nhậu. 3 giờ sáng hôm sau, Ngọc và Linh xin cả nhóm ra về nhưng không được nhóm thanh niên này đồng ý. Cả nhóm diệt đánh Linh và khống chế Ngọc đưa lên xe máy chở đến bãi đất trống. 4 thanh niên này yêu cầu Ngọc cho quan hệ tình dục tập thể, họ sẽ trả 1,5 triệu đồng. Mặc cho nữ tiếp viên chạy bàn van xin nhưng đám thanh niên vẫn dùng vũ lực cưỡng hiếp tập thể. Bill là người cuối cùng đang thực hiện hành vi đồi bại thì bị lực lượng công an đi tuần qua phát hiện, nạn nhân được giải cứu, nhóm gây án lần lượt bị bắt. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.